kêu có phải quay kem không nhở? Ngon đấy. Đây chắc chắn là kem rồi. Yeah, mình phải ăn nó thôi. Ơ, cái gì đấy kia? Sao lại nhiều kem này? Mình phải về báo với anh Khoa và đại ca rồi. Đây là kem sô-cô-la ngon thật. Đây là kem sô-cô-la này. Đây là kem vị đào này. Khoai Sán ơi, đại ca có gì này? Đâu, đại ca mua cái gì về đây? Đại ca đố hai thằng chúng mày biết trong này là cái gì? Là kẹo phải không đại ca? Mày ngáo à? Nhìn như thế này mà kẹo à? Em đoán chắc chắn đây là kem đúng không đại ca? Đúng rồi, đây là kem. Nhìn thế này mày cũng bảo là kẹo thì tao chịu mày rồi Sán ạ. Ui kem hả đại ca? Cho em đi. Cho em. Bỏ từ từ. Để đại ca bóc xong chúng mình cùng nhau ăn chứ. Chúng mày định không cho đại ca ăn à? Thế chúng mày ăn không? Ăn chứ. Ăn chứ. Đại ca mua ít thế. Lần sau đại ca mua nhiều hơn nhá. Ba người mà mua mới một que kem không đủ em ăn. Đại ca không muốn mua nhiều lắm chứ. Nhưng mà đại ca không có tiền. Mua được một que thế này là sướng lắm rồi. Mày muốn ăn nhiều thì mày đi làm thuê đi. Lấy tiền xong rồi về mua kem cho cả nhà ăn. Nhưng mà em nhỏ người ta có nhận đâu. Thế mày đòi hỏi ít thôi. Điếc hết cả tai tao. Có cách nào mà có thật nhiều kem để ăn mà không cần phải đi làm thuê không chúng mày nhở? Em chịu. Em biết đại ca ơi. Mày biết gì nói xem nào. Đại ca còn nhớ, lần trước em đi vào rừng, em gặp một đống đùi gà. Đại ca với anh Khoai ăn hẳn 10 ngày không hết đây. Ý mày là bây giờ mày đi vào rừng tìm kem á? Đúng rồi. Mày đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Không có kem trong rừng cho mày đi tìm đâu. Mà tao cũng không đi tìm cùng mày đâu. Đúng rồi, làm gì có chuyện dễ thế. Người ta còn mất tiền đi mua. Đây mày đi vào rừng tìm cũng có kem ăn. Làm gì có chuyện đây, tao không tin đâu. Đại ca với anh Khoai không tin em đúng không? Bây giờ để em đi vào rừng em tìm nhá. Được. Chúc mày đi may mắn nha. Có gì về báo cho đại ca nha. Ở đâu có được nhở? Hay mình đi ra kia đi. Ồ. Kêu có phải quay kem không nhở? Ngon đấy. Đây chắc chắn là kem rồi. Yeah, mình phải ăn nó thôi. Ngon quá. Ngon quá. Ui, kìa có một que kìa. Đây là kem xoài. Mình ăn nó thôi. Ngon thế. Theo đại ca, thằng Sắn có tìm được kem không? Làm gì có, thời buổi này làm gì có kem trong rừng. Chắc thế. Đại ca ơi, anh Khoai ơi. Cái gì đây? Em vừa phát hiện, ở rừng bên kia có rất nhiều kem. Đại ca với anh Khoai đi theo em ăn kem đi. Mày đùa tao à, bây giờ làm gì có kem ở trong rừng. Tao không đi cùng mày đâu. Đúng rồi, tao không đi cùng mày đâu, mày bốc phép thôi. Em nói thật thì anh Khoai với đại ca không tin. Nè, em vừa ăn hai que kem ở trong rừng kia xong. Nhìn lưỡi thằng Sắn, hình như nó vừa ăn kem xong em mày ạ. Ừ, đúng rồi đại ca. Đi cùng nó đi. Đi. Mày dẫn theo tao đi. Đây này, đây có phải kem không? Wow. Không ăn nhanh, tí nữa nó còn chảy hết kem bên này. Mày giỏi thật đấy. Khu rừng to thế này, mày cũng đi tìm được cho có kem cho bọn tao ăn. Mày đúng là đệ tử tốt của tao. Thôi anh em mình ăn đi. Ăn đi. Này. Ngon đấy. Đây là kem sô-cô-la ngon thật. Đây là kem sô-cô-la này. Đây là kem vị đào này. Đây là kem vị dừa này. Đây là kem vị Milo. Kem vị đào ngon thật.
được đâu. Kem Milo ngon thật. Em vị nho. Em vị xoài ngon thật đấy. Quá. Biết là đây là cắm vào thôi nhé các bạn nha, cắm chơi thôi, video giải trí thôi các bạn, đừng bắt chước nha. Đây này, cắm rất là sạch luôn, xong là tí em sắn sẽ qua đây ăn nha. Đây em sắn đây, tí sẽ làm vai ăn nha. Cái gì? Thế mày ăn đi thôi, được ăn một que thế này là sướng lắm rồi. Hai bạn. Thế mày ăn đi. Hai. Vai cả ăn đi.